Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Nhà thờ công giáo duy nhất tại một thành phố của tỉnh Thiểm Tây bị sang bằng. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng giám mục của Washington. Mễ Du không còn là nơi bị nghi ngờ. Tu huynh Paul Mark Aulay bị thiêu chết ở Peru. Tin Trung Quốc, nhà thờ công giáo duy nhất tại một thành phố của tỉnh Thiểm Tây bị sang bằng. Sáng ngày 4 tháng 4, trước những tiếng khóc ngại ngào của anh chị em giáo dân và những cái nhìn đầy kinh ngạc của người đi đường, nhà cầm quyền Trung Quốc đã sang bằng ngôi nhà thờ duy nhất tại thành phố Tiền Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây. Giáo sứ Tiền Dương nằm ở một khu vực rất nghèo của tỉnh Thiểm Tây, và là nơi sinh sống của khoảng 2.000 người công giáo. Tất cả đều là nông dân. Ngôi nhà thờ gồm 2 tầng. Tầng trên là nơi thờ phượng. Tầng dưới là nhà ở của các nữ tu và văn phòng, nơi các nữ tu cung cấp các dịch vụ y tế, khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo. Giáo phận phượng tường được chăm sóc bởi đức cha Luca Lý Kính Phong. Cho đến ngày ngày qua đời hôm 17 tháng 11 năm 2017, Giáo phận có một tính cách rất đặc biệt trong bối cảnh của giáo hội Trung Quốc. Đó là giáo phận duy nhất mà cả các tín hữu lẫn giám mục đều không phải là thành viên của hội công giáo yêu nước. Từ ngày 17 tháng 11 năm 2017, Đức cha Phaero Lý Hội Nguyên, 54 tuổi, giám mục phó lên thay vẫn giữ được truyền thống này. Một số nhà quan sát cho rằng, bạo luật đối với giáo sứ Tiền Dương là một cách để buộc giáo phận Phượng Tường phải áp dụng các quy định tôn giáo mới và buộc các giám mục và linh mục phải gia nhập hội công giáo yêu nước. Tin Hoa Kỳ Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tổng giám mục của Washington Ngày 4 tháng 4 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Wilton D. Gregory, Tổng giám mục Atlanta, làm tân Tổng giám mục Giáo phận Washington. Đức Tổng giám mục Gregory sinh ngày 7 tháng 12 năm 1947 tại Chicago. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông ở Chicago, Ngài đã gia nhập chủng viện dự bị Wickley, Ngài học triết học tại Neal College và thần học tại chủng viện St. Mary of the Lake. Sau đó, Ngài chịu chức linh mục cho Tổng giáo phận Chicago vào ngày 9 tháng 5 năm 1973. Ngày 18 tháng 10 năm 1983, Ngài được Đức Giáo Hoàng Doan Phô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Chicago, hiệu tòa Oliva, và được tấn phong ngày 13 tháng 12 cùng năm 1983. Năm 1993, Ngài được bổ làm giám mục Belivili, và năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Atlanta cho đến hôm nay. Đức tổng giám mục Gregory đã là phó chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1998 đến năm 2001 và đến nhiệm kỳ 2001 đến năm 2004. Ngài được bầu làm chủ tịch, ngài cũng là thành viên của ủy ban điều hành và quản trị của ủy ban giáo lý Đức tin, thành viên của ủy ban chính sách quốc tế, chủ tịch ủy ban nhân sự của ủy ban về năm thánh 2000, 1998-2001 và của Ủy ban Phụng vụ 1991-1993. Hiện tại, Ngài là Chủ tịch của Ủy ban Phụng tự. Ngoài tiếng Anh, Đức Tổng giám mục Gregory còn nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục Gregory sẽ là Tổng giám mục thứ bảy của Washington, kế vị Đức Hồng Y Donald West. Tổng giám mục Washington hiện có gần 700.000 tín hữu thuộc nhiều cộng đoàn sắc tộc, hàng ngàn sinh viên đại học và các cộng đồng miền quê ở miền nam bang Maryland. <laughs> Tin Bonisa Herzegovina, Mễ Du không còn là nơi bị nghi ngờ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức cha Henrik Hosser, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Mễ Du, đã nhận định Mễ Du không còn là nơi bị nghi ngờ. Mễ Du là dấu chỉ của một giáo hội sống động. Ngài còn cho biết, Ngài bị đánh động bởi nhiều cuộc khoáng cãi và rất nhiều người xưng tội. Mễ Du là nơi theo tương truyền vào năm 1981 Đức Mẹ Maria đã hiện ra với các thiếu nhi. Ngày nay một nhà thờ lớn mọc lên tại một vùng nông thôn thư thớt. Theo Đức Cha sơ đó là dấu chỉ tiên tri. Ngài nói ngày nay khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới từ 80 quốc gia. Mỗi năm chúng tôi đón tiếp gần 3 triệu người. Ngài diễn tả thực tại này ở ba cấp độ. Thứ nhất là cấp độ địa phương giáo sứ. Thứ hai là cấp độ quốc tế nối kết với lịch sử của miền đất này, nơi có những người Cross Bosnia, Công giáo, Hồi giáo, Chính thống. Và thứ ba là cấp độ toàn cầu, với các tín hữu đến từ mọi châu lục, đặc biệt là người trẻ. Từ những hiện tượng này, Đức cha đặc sứ của Đức Thánh Cha tin rằng Mezugrozi không còn là nơi bị nghi ngờ nữa. Ngài cho biết Đức Thánh Cha đã gửi Ngài đến để đánh giá các hoạt động mục vụ của giáo xứ này với những hoạt động một phần từ các phụng tự truyền thống như kinh mân côi chầu thánh thể các cuộc hành hương đường thánh giá phần khác các hoạt động đâm rễ trong các bí tích ví dụ như bí tích hòa giải điều đánh động đức cha sơ là bầu khí thinh lặng suy niệm ở mezugoji phần đông tín hữu không đến đây vì các cuộc hiện ra bầu khí thinh lặng cầu nguyện với những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc nhiều bản nhạc của cộng đoàn tz tạo nên không khí thích hợp để suy ngẫm chiêm niệm, phân tích đời sống của mình và cuối cùng là hoán cải. Nhiều người chọn những giờ vào ban đêm để đi lên các đồi hiện ra và cả núi thánh giá Grisevac. Đức cha kể về một thanh niên người Úc nghiện rượu và ma túy tại Mezugoji. Chàng trai này đã hoán cải và đã chọn trở thành linh mục. Đức cha bị đánh động bởi hàng ngàn cuộc hoán cải. Có những người đến đây chỉ để xưng tội. Đức Tổng giám mục Heinrich Hoxer là vị được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm thanh tra tông tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo sứ Mỹ Du vào năm 2018. Tin Peru Tu huynh Paul Mark bị thiêu chết ở Peru Tu huynh Paul Mark Aulay, 71 tuổi, người Anh dòng La truyền giáo tại Peru, nhờ hoạt động môi trường đã giúp các bộ tộc ở vùng Amazon chống lại sự tấn công của các công ty dầu khí, đã được tìm thấy trong tình trạng bị thiêu cháy tại thành phố Amazon ở Iquitos. Hôm ngày 2 tháng 4, các học sinh đã tìm thấy thi thể tu huynh Macaulay trong một ký túc xá do thầy thành lập cho các học sinh bản xứ tại thành phố Amazon. Tin tức địa phương cho biết thi thể thầy bị đốt cháy. Tu Huynh Paul McCulley sinh năm 1947 tại Portsmouth, Anh Quốc. Năm 1995, thầy được gửi đến Peru và đã thành lập Học viện Đức tin và Vui Mừng tại một trong những khu ngoại ô của thủ đô Lima. Từ năm 2000, thầy được sai đến Iquitos, một đô thị lớn gần nửa triệu dân bên bờ sông Amazon ở trung tâm của miền Amazon của Peru để giúp các hoạt động của bản xứ và thành lập một hiệp hội dân sự có tên là Red Amazon Lorentana. Thầy Macaulay được thế giới biết đến sau khi bị Peru ra lệnh trục xuất vào năm 2010 vì giúp các bộ tộc ở vùng Amazon chống lại sự tấn công của các công ty dầu khí đang xâm chiếm vùng rừng nhiệt đới. Nhưng qua các phiên tòa, thầy đã thắng lệnh trục xuất. Truyền thông địa phương gọi thầy Macaulay là nhà hoạt động tác gian. Hội đồng giám mục Peru cùng với các nhóm và các nhà hoạt động môi trường trên khắp thế giới đã vinh danh thầy Macaulay. Trong một thuyết bằng tiếng Tây Ban Nha, cơ quan điều tra môi trường, một tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ lòng tôn kính đối với thầy Macaulay, người đã chiến đấu cách hòa bình cho các quyền và rừng của người bản địa ở Peru. Hãy yên nghỉ, thầy Paul. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến. <laughs> một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau